ơi mẹ ơi, cho con đi câu cá với anh hai được không mẹ? Ừ con đi đi, sẵn tiện chịu con câu được cá mẹ nó canh chua luôn. Dạ cảm ơn mẹ. Cá ơi ăn đi cá. Chưa giờ mà mình cũng không câu được một con cá nào. Để thử quăng nè. Chắc bên đây nè. Ây da, từ sáng tới trưa rồi tới tối mình cũng không câu được con cá. Chắc ở nhà mới đợi mình lắm đây. Ai, thôi chắc mình đi về quá. Thôi về bạn ơi, mà mình không có cá đem về cho mình nấu canh chua chắc mẹ mần đạch mình luôn quá. Ủa thằng Ngân nó câu được cá không ta, mà tối rồi sao nó chưa về nữa ta? Phần tiếp theo. Mẹ cho con trái hành long đi. Con lại phá nữa đúng không? He he, có được chơi rồi. Ha ha, mình sẽ làm một món thật là ngon. Lần đầu tiên trái thanh long có trong mì tôm. Phần tiếp theo. Ui ui. Ui. Tám bà Tám. Con nói bà nghe này nè. Gì bà Tám nghe nè con? Bà ăn cái gì mà mập như heo vậy bà Tám? Mụ nói cha mày. Vẫn chơi chưa? Trời ơi. Gì mà nói tao mập như heo? Gì mà nói tao mập như heo hả?